Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Kỳ Duyên và ban biên tập xin được kính chúc quý vị tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Để ủng hộ cho kênh Tin Nóng Đất Việt, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Còn bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Chạm mốc 100.000 ca nhiễm nCoV, Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội. Bệnh nhân COVID-19 thường trở nặng vào giai đoạn nào? Hiến kế giảm tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong. Nóng, thu hồi khẩn cấp mì hảo hảo vì chứa chất có thể gây ung thư. Nguy cơ đông máu sau nhiễm COVID-19 lớn hơn nhiều so với sau khi tiêm chủng. Chạm mốc 100.000 ca nhiễm nCoV, Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội. Quý vị thân mến, để tránh xảy ra tình trạng tái nhiễm, bùng phát dịch trở lại khi số ca F0 tăng nhanh mỗi ngày, Bình Dương thống nhất tiếp tục giãn cách xã hội 15 ngày. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đã chủ trì cuộc họp bàn phương án tác chiến phòng chống dịch COVID tại các địa phương vùng đỏ. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cho biết đang gặp phải vấn đề chung là số lượng F0 tăng nhanh mỗi ngày, vượt quá khả năng thu dung, điều trị. Các địa phương kiến nghị tỉnh tăng cường thêm nhân lực y tế và lực lượng vũ trang. Hiện khu vực vùng đỏ ở các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dị An và thị xã Tân Uyên được phân thành hai nhóm. Vùng xanh an toàn đã sàng lọc, bước đầu kiểm soát tốt dịch bệnh. Vùng đỏ đậm đặc, tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, phức tạp, cần sự hỗ trợ chi viện của tỉnh. Ông Thao yêu cầu các sở, ngành, địa phương vận động người dân chung tay phòng chống dịch, tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, thắt lưng buộc bụng, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Bình Dương khuyến khích nhân rộng mô hình trạm y tế lưu động kết hợp với trạm y tế cố định của thành phố Thuận An, áp dụng rộng rãi toàn tỉnh mô hình trạm y tế lưu động gắn liền với các cơ sở y tế điều trị cố định. Ông Thao cho biết, phần lớn nguồn nhân lực chi viện từ các địa phương khác đã rút quân. Trong thời gian sắp tới, Bình Dương nhiều khả năng sẽ phải đương đầu với đại dịch bằng chính lực lượng của mình. Theo đó, địa phương cần triển khai thực hiện mô hình người dân tự thực hiện test nhanh kháng nguyên dưới sự giám sát của lực lượng y tế và chính quyền địa phương, chủ động bố trí nhân lực và phương tiện để đưa người dân vào cách ly. Theo ông Thao, để giảm tải cho chính quyền cấp cơ sở và tập trung toàn lực lượng ứng phó với dịch bệnh ở vùng đỏ đậm đặc, các địa phương vùng đỏ cần nghiên cứu xây dựng phương án nới lỏng dần khu vực vùng xanh, tăng cường kết nối, cung ứng lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân. Để đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát tốt và không xảy ra tình trạng tái nhiễm, bùng phát trở lại, tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 15 ngày, ông Thao thông tin. Đối với những trường hợp báo tin giả, tin sai sự thật qua tổng đài 1022 và đăng tải những thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, đề nghị xử lý chế tài ngừng cung cấp dịch vụ SIM sống trong thời gian nhất định đối với những người cung cấp thông tin sai sự thật. Ông Thao yêu cầu ngành y tế ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm đối với các địa phương vùng đỏ, đặc biệt là những vùng đang thực hiện đông cứng, khóa chặt. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương được giao cử nhân sự phối hợp với Cục Dự trữ Gạo Quốc gia và địa phương có kế hoạch phân bổ kịp thời, thường xuyên cho địa phương. Bình Dương sẽ đưa xe quân đội, xe chuyên trách của địa phương vào tham gia công tác vận chuyển, phân phát lương thực kịp thời và đầy đủ cho người dân. Tỉnh không chấp nhận tình trạng gạo có trong kho mà để người dân phải chịu đói và sẽ xử lý nghiêm những đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng này. Ngoài ra, các địa phương cần ra soát, quản lý chặt các khu nhà trọ, đảm bảo hạn chế tối đa giao lưu, di chuyển qua lại. Các địa phương cần huy động toàn lực thực hiện chiến dịch truy quét COVID-19 theo chiến lược 1, 3, 5, 7, quét thật kỹ các khu nhà trọ. Khi phát hiện F0 ở các nhà trọ, kiên quyết bóc tách đưa đi và cách ly điều trị tập trung, tuyệt đối không để F0 ở lại nhà trọ. Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính đến ngày 28 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 98.794 ca mắc COVID-19. Trong số này, có 54.102 ca khỏi bệnh, xuất viện. Bệnh nhân COVID-19 thường trở nặng vào giai đoạn nào? Quý vị thân mến, người mắc COVID-19 thường trở nặng từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 10 của bệnh. Đặc biệt, bệnh dễ diễn tiến nặng với những người béo phì, mắc bệnh mãn tính. Giai đoạn bệnh nhân COVID-19 thường trở nặng. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Tống Hồ Tứ Phương, Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID số 4, thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân COVID-19 thường trở nặng từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 10 của bệnh. Đặc biệt, bệnh dễ diễn tiến nặng với những người có nguy cơ béo phì, bệnh nền, bệnh mãn tính, cao huyết áp, tiểu đường, bệnh hệ thống,
suy gan thận và người trên 50 tuổi. Tuy vậy, gần đây vẫn có nhiều bệnh nhân trẻ chuyển nặng cần thở oxy, nên tất cả các bạn trẻ vẫn phải lưu ý phòng chống dịch, không được chủ quan, bác sĩ Tứ Phương nhấn mạnh. Cũng theo bác sĩ Tứ Phương, vì là bệnh do virus nên nếu người mắc COVID-19 ít yếu tố nguy cơ, già, bệnh nền, béo phì, chúng ta sẽ vượt qua mà không cần nhập viện. Người nhiễm SARS-CoV-2 chỉ cần điều trị triệu chứng, bị cái gì, uống thuốc trị cái đó. Nhưng nếu diễn tiến xấu, có tổn thương phổi như thở mệt, khó thở, thở nhanh lớn hơn 20 lần mỗi phút hoặc SpO2 nhỏ hơn hoặc bằng 95%, chỉ số SpO2 bình thường là 99%, bệnh nhân phải được xử trí sớm tại chỗ và nhập viện để theo dõi, điều trị tiếp, bác sĩ Tứ Phương chia sẻ. Hiến kế giảm tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong. Quý vị thân mến, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong ở Việt Nam cao hơn so với tỷ lệ trung bình của thế giới. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Tổ trưởng Tổ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng cho biết, trong đợt dịch đang diễn ra, tỷ lệ bệnh nhân tử vong tại nước ta liên tục tăng có nguyên nhân, đặc biệt với biến thể Delta, sự biến chuyển bệnh rất nhanh. Thực tế, virus SARS-CoV-2 không chỉ tấn công phổi, gây tổn thương phổi, mà còn tấn công hàng loạt cơ quan trong cơ thể. Theo chuyên gia đầu ngành về hồi sức, virus SARS-CoV-2 gây tổn thương các cơ quan theo hai cách. Cụ thể, virus này tấn công trực tiếp vào các cơ quan hoặc tấn công gián tiếp qua cơ chế miễn dịch, làm tăng yếu tố kháng đông, giảm yếu tố giảm đông, cuối cùng hình thành huyết khối ở cả mạch máu nhỏ và mạch máu lớn. Vì vậy, để hạn chế tử vong cần làm tốt cả hai việc, hạn chế số lượng người nhiễm mới và hạn chế số lượng bệnh nhân nhẹ chuyển nặng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình khuyến nghị có thể áp dụng lọc máu hấp thụ ngay khi bệnh nhân thở HFNC, không đợi đến khi thở máy ECMO, can thiệp lọc máu hấp phụ trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Các chuyên gia nhận định, việc thiếu thốn các thiết bị lọc máu liên tục CRRT dẫn đến tình trạng quá tải. Nhiều bệnh nhân không được điều trị kịp thời dẫn đến tỷ lệ tử vong tăng cao so với các nước trong khu vực. Do đó, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình cũng khẳng định, tận dụng tất cả các thiết bị làm sạch máu sẵn có như máy lọc hấp phụ, máy thận nhân tạo để tiến hành lọc hấp phụ sớm cho bệnh nhân. Đó không chỉ là cơ hội cho người bệnh mà còn là cơ hội cho ngành y tế Việt Nam nhanh chóng khống chế và vượt qua đại dịch. Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, việc lọc máu trên máy hấp phụ hoặc máy thận nhân tạo sẽ rút ngắn thời gian điều trị chỉ còn 4 tiếng so với 24 tiếng trên máy lọc liên tục. Như vậy, với một máy CRRT, một ngày chỉ có thể phục vụ cho một bệnh nhân, thì với máy hấp phụ hoặc máy thận nhân tạo, một ngày có thể lọc cho 6 bệnh nhân. Thiết bị đơn giản, rẻ tiền, dễ vận hành nhưng lại tăng công suất điều trị lên tới 600%. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, số ca mắc vẫn đang tăng, bệnh nhân nặng và nguy kịch và số ca tử vong vẫn đang thách thức đối với ngành y tế. Rất nhiều biện pháp đã được áp dụng trong thời gian vừa qua. Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, chúng ta chưa bao giờ khẳng định các biện pháp sẽ luôn luôn đúng. Chúng ta phải có những thay đổi, đặc biệt là những hướng dẫn, khuyến cáo chuyên môn, các bằng chứng khoa học phải được cập nhật để có những thay đổi cho phù hợp với tình hình diễn biến của dịch. Nóng, thu hồi khẩn cấp mì Hảo Hảo vì chứa chất có thể gây ung thư. Kính thưa quý vị, liên quan đến thông tin mì Hảo Hảo có chất cấm, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương xác minh, làm rõ vụ việc để thông tin minh bạch tới người tiêu dùng. Trong công văn gửi đến Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, theo quy định tại khoản 2 điều 64 Luật An toàn Thực phẩm, sản phẩm nêu trên thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Do đó, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đã có công văn số 1639/ATTP/NĐTT ngày 27 tháng 8 năm 2021 đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của báo và kịp thời thông tin tới người tiêu dùng. Trước đó, Cơ quan An toàn Thực phẩm của Ireland thông báo thu hồi các lô sản phẩm mì ăn liền hương tôm chua cay nhãn hiệu Hảo Hảo, Hảo Hảo Sour Hot Cream Flavor Instant Noodle Dish và miếng ăn liền hương sườn non nhãn hiệu Good, Good Spare Rib Flavor Instant Noodle Dish của công ty cổ phần Acicook Việt Nam do phát hiện thuốc bảo vệ thực vật Ethylene Oxy không được phép sử dụng tại châu Âu. Liên quan đến vụ việc này, Bộ Công Thương cũng đã vào cuộc, đề nghị công ty cổ phần Acicook Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với hai sản phẩm trên để đánh giá sự xuất hiện của chất ethylene oxy.
cơ quan này cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do công ty cổ phần Acicoat Việt Nam hiện phân phối trong nước, kiểm tra xác minh, làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nguy cơ đông máu sau nhiễm COVID-19 lớn hơn nhiều so với sau khi tiêm chủng. Quý vị thân mến, phân tích 29 triệu người cho thấy nguy cơ hình thành cục máu đông do nhiễm virus SARS-CoV-2 cao hơn nhiều so với sau khi tiêm chủng. Theo một nghiên cứu lớn do Đại học Oxford dẫn đầu, nguy cơ hình thành cục máu đông nguy hiểm sau khi mắc COVID-19 cao hơn nhiều so với nguy cơ của vaccine AstraZeneca và Pfizer. Cuộc phân tích sâu rộng đã sử dụng dữ liệu từ hơn 29 triệu người ở Anh để so sánh nguy cơ đông máu do vaccine và do nhiễm virus SARS-CoV-2. Dẫn lời bà Julia Hippisley-Clark, giáo sư dịch tễ học lâm sàng và thực hành tổng quát tại Đại học Oxford, tác giả chính của nghiên cứu, mọi người nên nhận thức được những nguy cơ gia tăng này sau khi tiêm chủng ngừa COVID-19 và tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời nếu xuất hiện các triệu chứng, nhưng cũng cần lưu ý rủi ro cao hơn đáng kể và trong thời gian dài hơn nếu bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Các phát hiện dựa trên dữ liệu từ hồ sơ sức khỏe điện tử được thu thập từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 đến ngày 24 tháng 4 năm 2021. Ngoài giảm tiểu cầu, một tình trạng đặc trưng bởi số lượng tiểu cầu thấp và cục máu đông, các nhà nghiên cứu cũng xem xét một số nguy cơ khác, bao gồm huyết khối xoang tĩnh mạch não, CVST, cục máu đông hình thành tại các xoang tĩnh mạch não và đột quỵ do thiếu máu cục bộ, cục máu đông hoặc tắc nghẽn cắt đứt nguồn cung cấp máu cho não. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu nhận thấy nguy cơ tăng tiểu cầu, cục máu đông trong tĩnh mạch và các cục máu đông hiếm gặp khác sau khi tiêm liều đầu tiên của vaccine Oxford AstraZeneca. Sau liều đầu tiên của vaccine Pfizer-BioNTech, nguy cơ đông máu trong động mạch và đột quỵ do thiếu máu cục bộ cao hơn. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy cứ 10 triệu người thì sẽ có thêm 934 trường hợp giảm tiểu cầu sau khi nhiễm COVID-19, trong khi có 107 trường hợp sau mũi tiêm vaccine AstraZeneca đầu tiên. Đối với đột quỵ do thiếu máu cục bộ, ước tính sẽ có hơn 1.699 trường hợp trong 10 triệu người sau khi bị nhiễm virus, trong khi chỉ có hơn 143 trường hợp sau mũi tiêm vaccine Pfizer đầu tiên. Mọi người có thể phát hiện các tình trạng này ngay cả khi không mắc COVID-19 hoặc tiêm chủng. Những rủi ro được mô tả trong nghiên cứu là những rủi ro bổ sung do vaccine hoặc nhiễm virus gây ra. Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo điều này trên tạp chí Y khoa Anh. Giáo sư Carol Copeland, nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Oxford và là giáo sư thống kê y tế về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Đại học Nottingham cho biết, nguy cơ đột quỵ khi tiêm chủng vaccine Pfizer đã tăng lên trong 15 đến 21 ngày sau liều đầu tiên. Trong trường hợp giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine AstraZeneca, nguy cơ đó cao hơn trong 8 đến 14 ngày. Trong khi đó, tình trạng này thường kéo dài trong suốt 28 ngày sau khi nhiễm COVID-19. Như vậy, nguy cơ xảy ra các biến cố bất lợi sau khi tiêm liều đầu tiên của một trong hai loại vaccine này về cơ bản thấp hơn nhiều và không kéo dài như sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2.